Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là đi tắm suối Tà Lọt ở Chi Tô Mang Giang nhé các bạn. Và mình đang đi từ hướng Long Xuyên chạy lên thì chúng ta sẽ qua cái cầu Cái Me. Đây chính là cái cầu Cái Me nhé các bạn. Cái cầu Cái Me nằm ngay tại thị trấn Chi Tôn. Rồi, bạn nào không biết đường thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn đi nha. Sau khi xuống dốc cầu Cây Me thì chúng ta sẽ rẽ trái chỗ cái ngã ba, cách đó khoảng 100m nha các bạn. Chúng ta rẽ trái đi về hướng là thị trấn Ba Chúc. Rồi sau đó thì chúng ta tới một cái ngã ba, chúng ta rẽ phải về hướng một chút. Nếu mình mà rẽ trái thì đảo về cầu Cây Me nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng thôi. Đây là đoạn đường chúng ta sẽ đi thẳng về hướng Ba Chúc, thuộc cái tỉnh lộ 955B nha các bạn. Chúng ta chạy một hồi thì chúng ta sẽ đi ngang một cái khu vực núi Nam Quy. Đây là khu vực núi Nam Quy các bạn. Núi Nam Quy là một trong những cái núi mà có rất là nhiều rắn luôn. Rắn độc rất là nhiều luôn nha. Nên ra núi này là hiếm có người leo lên lắm. Đường đây vô tới suối Tà Lọt thì nó cũng rất là xa nha các bạn. Nó cũng phải tầm 15 km. Đây là cái đường đi vào quán Đu Đủ Đâm Kim Siêu. Rồi chúng ta vừa chạy qua là cái trường tiểu học B Châu Lăng. Thì đã chạy một hồi nữa sẽ đến một cái trường tiểu học B Châu Lăng thứ hai. Thì ngay chỗ chợ Lò Gàn thì chúng ta quẹo phải nha các bạn. Rồi đây chính là trường B Châu Lăng. Thì chúng ta sẽ quẹo phải, đường ngã ba này chúng ta quẹo phải các bạn. Đây chính là cái hướng mà đi về đường tỉnh lộ mà chúng ta sẽ đi ra tới thị xã Tịnh Biên. Ta chạy một khúc khoảng 200m thì chúng ta thấy phía trước mặt của chúng ta chính là chùa Hàng Cồng. Và đi thêm vài trăm mét nữa thì chúng ta sẽ đến được cổng trời nha các bạn. Rồi, sau khi mà chúng ta đi di chuyển qua khỏi cái cổng trời thì chúng ta sẽ thấy tiệm tạp hóa An Khánh nằm bên quẹo phải, thì mình đã có định vị trên bản đồ Google Maps nha các bạn. Thì chúng ta từ cái tiệm tạp hóa này chúng ta chạy thẳng vô. Chạy thẳng vô hoài thì tới một cái căn nhà màu xanh chỗ cái đập nước của cái thác á, thì chúng ta quẹo tay trái thì chúng ta sẽ đến là được cái suối nha các bạn.
Rồi, đây chính là cái căn nhà màu xanh, thì chúng ta quẹo trái. Rồi, đây chính là căn nhà màu xanh, thì chúng ta rẽ vào bên tay trái, thì chúng ta đi vòng qua một cái đập. Rồi, tiếp theo là thẳng theo cái đường đan này, chúng ta sẽ tới được cái suối Tà Lọt các bạn. Đây là một cái suối mà nó nằm ở dưới chân của cái đỉnh, chân của núi Cấm nha các bạn. Thì đi xe hai bánh thì chúng ta có thể chạy thẳng lên cái địa điểm mà chúng ta có thể tắm được luôn. Còn đi xe ô tô phải gửi ở dưới. Thì đường đi sẽ có bảng chỉ dẫn, người ta để ngay chỗ mấy ngã ba. Mình chỉ việc đi theo bảng chỉ dẫn là được nha các bạn. Đường không được gửi xe nha. Ủa mấy đứa này nắm chưa mà về hết trơn hả? Dạ qua đi anh. Dạ. Chưa rồi hết hả? Rồi bữa nay đi tắm suối nha mọi người. Suối đây là suối Tà Lọt ở này dưới chân núi Cấm rồi bạn, kế chỗ hồ Latina. Rồi. Quá trời xe luôn. Rồi ở đây có cho thuê bạc võng nè, lò vỉ nướng, có anh nhạc luôn, và có bán nè bánh mì, trứng nướng, nước ngọt, mì ly, bia, thuốc hút, than đá, trứng nướng, rồi gà nấu cháo luôn. Bạc thì thuê 100.000 nha các bạn. Có cháo gà luôn kìa. Bấm vô. Bấm vô. À coi nhiêu chú? Bán cháo gà coi nhiêu? 301, có 300. Là mình nấu sẵn luôn đây hả? Chơi hỏi số mấy hả? Chơi anh hỏi số mấy? Nói đi. 035. 035 367 367 230 1230 anh tên gì? Anh Ngãi. Anh Ngãi hả? Rồi. Giờ ăn cháo gà liên hệ anh Ngãi nha. Wow, ở đây cho thuê đầy đủ hết trơn nha mọi người. Nè nè, đứa mình ngủ hay con nè. Xuống tắm hồ đi. Ôi con được rồi nè. Ôi mà nó. Nước hết vậy. Tắm đi. Có bán cháo gà luôn, 300.000 con. Nước châu. Tắm đi. Cậu mấy lên mấy cái suối trên đó kìa. Ôi trời ơi, ăn luôn quá vui luôn. Rồi, ở đây người ta có Hãy
Nói chung là mọi người xuống đây giống như đi cắm trại thôi. Là bữa đám cưới á hả? Đúng rồi. Ấy cái mã đâu có dính đâu. Sắp tế rồi. Dặn quá ha. Dặn. Tại anh tính quay phim bởi vì tôi sợ cái mỏ tôi dính sắp tế. Biết lắm. Nói tôi trời ơi bà nó ăn gì dữ thằng cái mỏ nó dính kìa. Lấy cái xô coi. Ha sao như nha. Làm đi mất mấy chạy xe rồi. Rồi chỗ này. Bởi gì? Em đang có mà. Xin hàng coi, kiếm hàng xin coi. Thôi nhậu vui vẻ đi nha. Đi bẻ gì đó đọc. Ông đi chút chút quay có ai mà chưa sang ông điện con à. Thế còn ở đâu rồi? Nhà gần đấy không? Bạc Liêu. Cái gì? Bạc Liêu? Bạc Liêu nó tới đây chứ hả? Số 9 chú Mượn hả? Sao không lên chảnh ơi, lên cao một chút nữa, đứng trên đây ít quá hả? Chảnh còn nước không? Kênh Nam Phan Vlog. Chị nhà bắt nha, chị nhà nhớ đăng ký nha. Ờ à, các bạn vừa bắt người nhẹ. Sao? Ồ, cái suối quá trời dài luôn các bạn. Rồi chào các bạn, thì mình đang ở suối Tà Lọt, thì mình đang đi tắm suối đây. Ở đây thì có dịch vụ là cho thuê bạc liều, một cái liều gì là 100.000, ăn uống xong thì ta tự dọn dẹp. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên luôn nha các bạn. Tắm suối nè, nhưng mà suối rất là ít luôn. Wow. Không có nhiều người nướng quá mà biết chừng nào mới nướng có nè. Ủa rồi nướng gì biết nào chín? Trời, chuột cà mau chín lắm không? Chuột mua ở đâu à? Ở dưới, anh đem lên hả? Anh với chợ cái dương ấu anh với xem chuột đem lên. Dạ đúng rồi, muốn bắt cái trên núi xuống nữa. Con nào bắt trên núi vậy? Trời ơi đem bia luôn kìa. Dạ anh. Ủa mình mướn cái tim này là bao nhiêu tiền với chị? 100.000. 100.000 hả? Thôi nãy lấy 100.000. Ủa là ăn xong là người ta dẹp cho mình luôn? Không có, mình tự dẹp. Trời che mưa. Trời ơi bia. Bạc nó ngồi đứng. Trời ơi bia này nhậu phê luôn. Mày bảo sao mày mấy giờ hai ba người quay rồi, bữa nay là tôi lên sóng dữ lắm rồi. Nó là hai ba người quay rồi đó. Rồi bữa nay tôi lên sóng rồi đó. Chết luôn rồi. Nó gượng nó chết. Trời ơi quay rửa chuột á ông ngồi. Trời ơi mọi người nhau vui nha. Rồi cảm ơn anh. Mình đi lên trên kia nữa. Ủa còn lên trên kia được không ta? Wow. Hả?
kênh Nam Phan. Ở Châu Phú. Dạ. Vậy hả? Về đâu? Kênh của em anh. Dạ. Mình thuê miếng bạc chỉ là nhiêu tiền? 100.000 ạ. 100.000 hả? Miếng bự miếng nhỏ gì cũng vậy? Không ai hơn miếng bạc. Mướn cái tung này mà có tròn. À là có luôn miếng bạc đó hả? Còn mấy người ta ngồi dưới là mướn hả ta? Có mấy người ngồi ngoài là không có mướn. Chỉ có mướn cái bạc thôi. Rồi bia ở đâu nhậu trời? Mua dưới lên. Thế này được rồi ta. 100.000 ngồi chục người nhậu hết đấy. Rồi sau khi tắm xong thì mọi người có thể là đi lên cái nhà tắm ở trên này nha các bạn. Thì chúng ta sẽ được tắm xong rồi chúng ta sẽ là ăn uống uống nước hay là ăn bánh tráng nướng thì tại chỗ cái căng tin. Đây là miếng đất của chủ đất nha các bạn. Cái đó là chờ cho nước nó nhiều lên mình tắm á hả? Dạ. Vậy mình ngồi với mình đợi gì chừng nào nước nó nhiều? Con ngồi con đợi hả? Nè. Thôi. Vậy hả? Rồi bây giờ mình đi về dạ đến khúc trên kia có nước gì không nghe mọi người. Suối thì ít nước quá. Không có nhiều nha. Suối mà không có nước gì vậy, nước ít quá. Không gà mưa quá trời luôn mà cũng không có nước. Ít nướng. Ít
đi mang cháo ăn con. Gửi 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 qua tranh đi. Đứng phải chụp cho quý tấm rồi. Chụp cho lên nữa mà đứng ngại. Cha nữa. Chủ cái ra còn tranh. Trời ơi. Giờ anh nhăn lắm, tình thì nó bị tát. Quá trời à, đi quá trời đi biết nít rồi. Video đến đây là đã kết thúc. Chúc các bạn sẽ có một kỳ đi tắm suối thật là vui vẻ ở tại núi Cấm của An Giang, suối Tà Lọt. Nếu các bạn mà không ngành đường thì có thể nhắn tin hỏi mình sẽ chỉ các bạn đi đến suối Tà Lọt. Đặc biệt là vào cái mùa mưa này thì mình đi tắm suối rất là nhiều nước nha các bạn. Hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh Nam Phan các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ, tốt đẹp, hạnh phúc.